cái cảm giác lần đầu Kỳ đến đây á, cái cảm giác của Kỳ rất là khó hiểu. Cái đầu nó đơ sao quý cô bác quý anh chị. Nhưng cái đầu cái mình cái cảm giác lắm như là bị chón không thấy đường hay sao á. Lúc đầu tiên thì mình ghé cái quán nè, quán phía bên đây thì mình uống nước, đang định hỏi thăm về cái thông tin về cái ngôi miếu thì không biết làm sao, nhưng mà cái lúc mình nằm võng bên đó thì cái cảm giác của Kỳ nó rất là khó chịu. Thì cũng có bạn Thảo hôm nay đi cùng bạn Thảo nè. Bạn Thảo nói là mình bị say nắng, nhưng thật sự là không phải cái cảm giác say nắng đâu quý cô bác anh chị. Cảm giác nó rất là khó chịu. Nãy giờ tầm một khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi Kỳ vẫn còn cái cảm giác lăn lăn như vậy. Thì không biết sao, thì cũng Kỳ cũng nãy lên để thắp hương và rõ lòng thành kính cái ngôi miếu, thì Kỳ sẽ đi lên trên để tham quan ngôi miếu của ngài. Thì Kỳ Gâu xin chào quý cô bác quý anh chị đang xem kênh 67 hành trình. Thì hiện tại Kỳ đang có mặt tại một ngôi miếu. Ngôi miếu nhỏ nhưng mà thờ cái một vị thần của hình như là người Khmer. Thì khi cái cảm giác lần đầu Kỳ đến đây á, cái cảm giác của Kỳ rất là khó hiểu. Cái đầu nó đơ sao quý cô bác quý anh chị. Nhưng cái đầu cái mình cái cảm giác lắm như là bị chón không thấy đường hay sao á. Lúc đầu tiên thì mình ghé cái quán nè, quán phía bên đây thì mình uống nước, đang định hỏi thăm về cái thông tin về cái ngôi miếu thì không biết làm sao, nhưng mà cái lúc mình nằm võng bên đó thì cái cảm giác của Kỳ nó rất là khó chịu. Thì cũng có bạn Thảo hôm nay đi cùng bạn Thảo nè. Bạn Thảo nói là mình bị say nắng, nhưng thật sự là không phải cái cảm giác say nắng đâu quý cô bác anh chị. Cảm giác nó rất là khó chịu. Nãy giờ tầm một khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi Kỳ vẫn còn cái cảm giác lăn lăn như vậy. Thì không biết sao, thì cũng Kỳ cũng nãy lên để thắp hương và rõ lòng thành kính cái ngôi miếu, thì Kỳ sẽ đi lên trên để tham quan ngôi miếu của ngài. Thì không biết là cái gì thần nào, thì Kỳ đại khái sẽ lên quay lại đại khái thôi, mình xem cho biết về cái ngôi miếu nhỏ ở đây. Thì nhìn rất là, thì quý quán anh chị xem ngôi miếu thử rồi biết nha. Thì đây là ngôi miếu của ngài, giống như đại khái như miếu thu thần vậy đó. Nhưng mà theo thông tin Kỳ được biết á, là ngôi miếu này là mọi người dân ở đây hàng năm cái tục lệ cúng ở đây rất là lớn của người hàng năm. Thì Kỳ cũng xin phép, nãy là có pháp nhang xin phép rồi, thì Kỳ quay cái ngôi miếu của ông để cho bà con cô bác xem về cái ngôi miếu. Thì cái cảm giác lần đầu tiên khi lên đây, Kỳ lên đây á, cảm giác không thể diễn tả được cô bác anh chị. Thì đây là ngài đang ngồi ở trong, xin phép ông con quay phim. Thì cái gì thằng gì không biết, chút xíu nữa đây Kỳ sẽ tìm cái người để mà hỏi thăm thông tin về ngôi miếu của ông, có thờ ai, thờ cái gì nào ở đây, ngự ở đây. Thì đại khái một ngôi miếu nằm trên cái những cái tảng đá nè, ở đây nó rất là to. Thì hôm nay Kỳ có đi cùng bé Chí Thiện nè, con của Chí Tiền đó, với Thảo Vlog 1990. Cái này gì nào biết không Thảo? Không. Mặc áo da lông, da hổ cái gì đó, đó cái tượng Phật Quan Âm. Thì nghe nói là hình như dân địa phương ở đây là người ta rất là tôn thờ ngôi miếu này, rất là linh thiêng chứ. Thì đại khái có để những chữ Tàu này quý bác quý anh chị. Ở đây là những cái cục đá hình thù rất là ngộ. Thì sẽ tham quan một vòng phía bên đây. Đây ngộ nó, các bạn có cục đá nó u u lên như nè, cảm giác thì Kỳ sẽ đi qua bên kia để hỏi thăm cái thông tin có một người ông nằm võng bên. Kỳ đi qua hỏi thăm ở xem sao. Thì ở đây có những cục đá nè, người ta hình như là mới móc lên hay sao á, nhìn ở đây rất là đẹp luôn quý anh chị. Phía bên kia là những cái tảng đá đó, cái nằm ở chân chỗ gốc cây. Cây đó cái gì không Kỳ không biết. Dạ con chào ông. Dạ. Ông ở đây làm gì không? Trồng khoai. Trồng khoai, giữ khoai ha. Dạ. Thì con có làm kênh YouTube, thì hôm nay con có đi tình cờ nghe gặp cái ngôi miếu đó, ngôi miếu ngoài đó đó không? Là cho ông cho con hỏi là ngôi miếu đó thờ vị thằng nào của người mình ha. Ừ. Cái vị thần ở ngoài đó là miếu đó mình thờ ai không? Miếu
Thờ ai? Thờ cái vị thần nào của cái người cái của mình đó? Không biết đó. Không biết hả? Không biết. Dạ. Hình như con nghe nói là hàng năm mình cúng nó rất là lớn phải không? Cúng một năm cúng. Một năm cúng rất là lớn phải không? Dạ. Dạ. Hình như ông nói tiếng Việt không có được gành phải không? Không gành. Không gành ha. Nhưng mà đại khái là cái vị thần của cái người dân tộc của mình. Ừ, dân tộc. Hình như nghe con nghe nói ông rất linh thiêng phải không ông? Ừ. Dạ. Làm phước một năm làm lớn. Mình cúng làm phước một năm mình cúng một lần lễ rất là lớn hả? Ừ. Lễ ban được ban cho người ta này. Ừ, là ta mua lợi không không cho không mua không bán. À, là khu đất này được người khác mua rồi. Ừ, khác mua rồi. Nhưng mà lý do tại sao mà lý do bây giờ người ta không người ta trả lại hay sao? Không trả lại đâu, không bán nữa. À, là mình không bán được nữa ha. Là cái ông đó là cái vị thần nào không? Ông chúa đó. Ông thần gì? Chúa đó, ông ta cha đó, ông Lục đó. À. Cái vị thần ở ngoài đó là của ông tài cha. Ờ, ông tài cha Lục đó, ông chúa đó. Ông tài cha Lục. Tài cha Lục. Tài cha Lục. Lục ông Lục đó. À, ông Lục. Ông Lục. Là của người dân tộc của mình, là ở trong chùa. Ở trong chùa. À, rồi mình mấy tưởng nhớ ông mà mình thờ hay sao không? Thờ. Dạ. Mình thờ không biết thân sao. Nói chung ông thì người dân tộc nên cái tiếng Việt không có được gành đó quý bác anh chị, thì quý anh chị thông cảm. Thì đại khái là ông nói là ở đó là thờ một cái vị thần là ông Lục ha không? Ông Lục. Ừ, ông Lục. Ông Lục ông tà cha đó. Ông tà cha. Ông trong chùa đó. Ừ. Ông Lục ông tà cha vậy đó. Dạ. Rồi mình mới thờ ở đây không? Ừ, thờ ở đây. Để tưởng nhớ ông ha. Ừ. Sao mà thường nó thấy thờ trong chùa mà sao tại thờ ở ngoài đây không? Không biết. Không biết hồi xưa là con miếu này có khoảng từ bao lâu rồi? Không biết sao lâu á. Ông ơi, cho con hỏi là con miếu này được thờ là lâu chưa? Lâu đó. Lâu rồi hả? Hồi trước có chùa ở đây đó, chùa đó. Trước đó. À, ngày xưa khu vực này là chùa không? Chùa. Không rồi. Biết sao rồi. Xuống chùa đây đó. À, vậy là cái khung viên này hồi xưa là một cái chùa, rồi xong rồi bị phá hay là sao đó thì không biết. Thì bây giờ sống giống như đây còn những cái tảng đá thôi. Thì ở ngoài trước thì còn sót lại ngôi miếu của ông. Hình như ngôi miếu nằm ngay đó luôn hay nằm chỗ nào ông có nhớ không? Nhớ đó, biết miếu đây nè. Đúng là nằm ở đâu không? Nằm đây đấy. Nằm đây bên biết sao lâu quá. Thôi ông ta. Ừ, dạ. Nhà cha đó ông luôn á. Dạ. Biết sao. Dạ. Thì nói chung thì ngôi miếu rất là linh thiêng không hay sao ông có độ gì cho người làng xóm mình, xóm làng mình không? Dạ, nói chung thì ông bác ông không có gành tiếng Việt đó cô bác chị. Dạ, dạ. Thì con cảm ơn ông nãy giờ đã chia sẻ câu chuyện về cái miếu ông Lục nha. Ông tài cha. Ông tài cha. Dạ, dạ, con cảm ơn ông. Biết rồi. Dạ. Thì Kỳ sẽ đi lại khái xung quanh để quay cái khung cảnh ở đây. Thì ở đây rất là đẹp với cô bác chị, có những cái cục đá nè. Hình như ngày xưa ông nói là khu vực này là cái khung viên. Cái khung viên chùa phải không? À bên đó hả? Dạ nơi nước ha. Thì cái này là cái hồ nước đá. Thì ở đây có cái hồ nè, thì ông nói có là cái khung viên chùa hay sao đó. Nhưng mà tại vì ông nói tiếng Khmer thì Kỳ không rành. Thì ở đây có những tảng đá rất là đẹp. Nhưng mà cái cảm giác của Kỳ đi vô đây nãy giờ quý quát quý anh chị, thì nó cái cảm giác của Kỳ á, nó lăn lăn sao á, thì Kỳ cũng hiểu không sao luôn. Giống như là say nắng vậy đó, nhưng mà thật sự là không phải say nắng, không có hiểu cái lý do tại sao luôn. Nhưng mà lúc mà mình đi ra khỏi khu vực này á thì nó bình thường lại. Khi mà bước vô khu vực này một cái là cái cảm giác nó lăn lăn, nó khó, rất là khó chịu, mình cũng không hiểu sao nữa. Nhưng mà hỏi em của mình á thì nói dẫn như mình, nói chung thì cái tâm linh thì mình không có hiểu được. Thì mấy quý bác quý anh chị cứ cảm nhận đi, chứ Kỳ nói thì nhiều khi quý bác quý anh chị không có tin đâu. Thật sự là như vậy. Khi Kỳ bước vô đây cái cảm giác Kỳ rất là khó chịu, nó giống như say, nó lúc đầu tiên vô là không thấy đường luôn á, thì không biết làm sao luôn. Kỳ không biết giải thích thế nào, thì các bạn tin không tin thì tùy các bạn thôi, chứ Kỳ không có, chỉ nói theo cái cảm nhận và sự cái sự cảm nhận của Kỳ.
thì ở đây ngọn miếu ở đây nè, cái dân cái cây thì nghe nói đó là cái thờ ông tà cha của người dân tộc. Ở chơi nằm người trên cục đá có một cây đó, cây gì thì chị không biết, tại vì thông tin ở đây thì mấy cái người dân tộc mà họ không có gành tiếng Việt đó, họ không có trả lời cho mình, giải thích cho mình được. Thì để Kỳ coi có ai có thể mà giải thích được cái câu chuyện cái ngôi miếu của ông vị thần tài cha ở đây. Mình đại khái thì Kỳ kêu ông vị thần, nhưng mà Kỳ không hiểu là kêu là cái gì cho đúng. Mà đại khái thì cái chú người dân tộc đó thì nói là ông tài cha. Thì ở đây khung cảnh nè, để Kỳ quay đại khái một vòng cho quý bác quý vị xem. Ở đây thì có cái châm, người họ đang đào lên, họ làm cái khung viên hay là sao đó của bác chị. Thì Kỳ cũng thấy mọi người làm ở đây cũng lâu rồi, thì không biết làm sao, giống như làm cái hồ vậy, rất là đẹp. Ở bên đó có cục đá giống như là tượng ông voi hay là sao nè, nhìn đẹp quá. Tại vì lúc trước ngay chỗ này là Kỳ đi qua lại đó, thấy nó gần rất là hoang sơ. Thì bây giờ thì đi vô nữa thì thấy nó rất là lạ. Như người ta làm vậy nè, để hình như cuốn nền hay là gì thì Kỳ không rành. Tại không có ai được mình hỏi thông tin được nơi đây. Thì ở đây có tảng đá rất là đẹp, hình giống như là voi đang ngự gì quý quát anh chị. Đây là những cái cục đá lục cục lòn hòn vậy nè, hình như là người ta đào, người ta khai thác lên hay sao á. Khi Kỳ đi ra, cái cảm giác của Kỳ á, đi ra khỏi cái khu vực mà gỗ cái miếu đó thì nó bình thường lại. Khi mà bước lại gần á, cái cảm giác là nó lăn 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 cái đầu ở sau á. Nói chung thì Kỳ không có thể diễn tả được cái lý do này. Thật sự là Kỳ cảm nhận thật sự luôn nha. Thì theo các bạn thì không biết sao, nếu các bạn thử thì cứ đến một con miếu để thử cái cảm giác, coi cái cảm giác nó có đúng như lời Kỳ nói hay là không, thì cũng như là tùy theo người đi, Kỳ không có hiểu được. Thì cảm ơn quý quán của anh chị đã xem kênh của Kỳ. Thì hẹn quý cô bác quý anh chị những video tiếp theo của Kỳ trên những cuốn hình, những chuyến hành trình mới của Kỳ để tìm những cái nơi gọi là địa danh, di tích và những cái chỗ mà chưa ai biết được, thì Kỳ sẽ đi tìm và quay lại cho quý cô bác quý chị cùng xem với Kỳ để mà tham khảo tham quan về cái quê hương An Giang vùng Thất Sơn Bảy Núi có nhiều câu chuyện tâm linh rất là hay. Thì Kỳ cũng chúc quý cô bác quý anh chị nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý cô bác quý anh chị đã xem kênh của Kỳ và nhớ đăng ký kênh của Kỳ để mà xem những video mới của hành trình của Kỳ. Cảm ơn quý cô bác quý anh chị rất là nhiều.